Trước đó, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An, Nguyễn Thanh Hải đã đến thăm chúc mừng Quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy và văn phòng tỉnh ủy nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2024 và 94 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy, 18 tháng 10 năm 1930, 18 tháng 10 năm 2024 trong buổi gặp mặt tại quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ phó bí thư thường trực tỉnh quỹ nguyễn thanh hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành kiểm tra đảng trong thời gian qua khẳng định công tác kiểm tra giám sát đã có nhiều đổi mới góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương và xây dựng đảng bộ tỉnh vững mạnh đồng chí mong muốn cán bộ công chức ngành kiểm tra đảng tiếp tục phát huy truyền thống đẩy mạnh thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt là chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 Trân trọng cảm ơn tình cảm sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Giang Dũng khẳng định, thời gian tới, tập thể cán bộ công chức đơn vị sẽ đoàn kết, vấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tại buổi gặp mặt với cán bộ công chức Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những đóng góp tích cực của văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí mong muốn văn phòng tiếp tục phát huy truyền thống đổi mới tư duy, lề lối tác phong làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Chánh văn phòng tỉnh ủy Trần Thế Luân cảm ơn sự quan tâm của thường trực tỉnh ủy và bày tỏ quyết tâm đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.